xong với cắt sẹo này, sẹo nồi này. Đó, đây là sẹo nồi của khách hàng này. Chứ nó lại ở chỗ này. Bây giờ mở ra như này. Đó. Em thấy cái sẹo của em này bao nhiêu năm, em thấy với nó em có thích không, vui không? Đẹp. Em vui lắm ạ. Vui với cái sẹo sẹo cũ đúng không? Hôm nay chia tay có thấy buồn không? Chia tay vui lắm. Đây là cái sẹo mà nó tạo ra rất ngứa. Vâng. Cái sẹo nồi này rất là ngứa các bạn nhé. Rất là khó mặc quần áo, mặc váy. Thì cái công tác sẹo này chỉ hết khoảng 40 phút. Thì cắt bỏ hết cái phần chân sẹo. Phần sẹo này, chân sẹo này. Sau đó thì sẽ may lại cho nó thành một cái đường may mới. Đường may thẩm mỹ và sau đó sẽ có kem trị sẹo bôi vào. Sau này chỉ vài tháng nữa là cái vết này nó sẽ mờ hết, nó gần như đồng hóa với cái da người ấy. Thì là coi như là gần như là bay mất sẹo nhé. Đây. Đó. Các bạn có những người thì bị sẹo ở đây. Có những người thì sẹo dọc từ trên xuống dưới này. Đó, một con vết nằm ở dưới đây. Đó. Nhưng mà của bạn ấy thì con vết là nằm ở ngang. Đó. Bạn này là sinh được 3 cháu rồi nhé. Và sau này là không muốn sinh nữa. Các bạn thấy không ạ? Đó là cái sao đây. Ok. Em chỗ này sáng kết thúc ạ. Đau không em? Có đau không em? Em mà thấy thế nào? Cái sẹo này em thấy sau khi mà cái ca này em thấy có đau không? Em không đau ạ. Đây. Không đau chỗ nào ạ? Vâng, nhẹ nhàng lắm anh. Không đau chỗ nào đâu ạ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khách hàng không đau một tí nào. Có mang cái sẹo cũ kia về không? Em không. Hả? Chia tay luôn anh. Chia tay luôn à? Đấy, chia tay luôn với cái sẹo xấu. Mới đầu thì bạn cũng rất là sợ. Mặc quần áo xấu lắm anh. Mặc quần áo xấu. Nó cứ gồ lên ấy ạ. À. Đi đâu cũng không dám diện đúng không? Vâng, mặt nó cứ gồ lên, mặt body nó cứ gồ lên ấy. Không, nên là em đi không tự tin ấy. Đi biển không, không dám mặc quần áo tắm đâu ạ. Rồi, và sau 40 phút thực hiện thì cái sẹo nó biến mất nhé. Đó. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu về các loại sẹo nhé. Sẹo nồi, sẹo nõm, sẹo sau sinh, mổ ngang, mổ dọc cứ inbox. Sản phẩm mà sau khi làm xong. Được, ok.